Đây đã đầu không máy, em lên cho mình xem mẫu hai máy xoăn lửng nha em. Đây em lên cho mình xem mẫu hai máy xoăn lửng ha. Chốt cho em cục lai hoa đào ơi, lấy cục lai chốt cho em số điện thoại nha chị Hoa Đào ơi. Hồi nãy chị có xem cục lai chưa chị? Hoặc móc lai tay chị Ngọc Thủy inbox thì chị có Messenger giúp em nha chị Ngọc Thủy ơi. Ngọc Thủy inbox thì chị có Messenger giúp em ha. Em đang mang cho mình xem mẫu này là hai máy xoăn lửng, nguyên đầu hai máy xoăn lửng ha. Mẫu này em có hai màu là màu nâu vàng và màu nâu sô cô la nha. Chốt mẫu này comment giúp em hai máy xoăn lửng kèm số điện thoại luôn cho em. Hai màu nâu vàng và màu nâu sô cô la nha mấy chị nha, không có đen, mẫu này em hết đen rồi nha. Loại dài hơn như vậy thì em có màu đen nha. Tóc ngắn uống thì em cho mình xem ngắn ngang vai nha nha mấy chị nha. Coi tóc búi ok nè. Đem lên cái cột lai tay. Đây ha. Rồi cái này là cột móc lai tay nha em. Cột móc lai tay là 100.000, 101 ha. Cột móc lai tay là 101 nè. Em có 3 màu nền là nâu vàng, sô cô la và màu đen đều móc lai tay lên như vậy nha. Chốt cái cột này comment giúp em, cột lai tay kèm số điện thoại luôn giúp em ha. Ai chốt cái cột này comment giúp em là cột móc lai tay kèm số điện thoại luôn cho em. 101 này dài 60cm nha mấy chị nha. Ngoạm sô cô la tóc búi. Rồi em nói đi nói lại rất là nhiều lần là rất là chắc chắn nha mấy chị nha. Tóc này là em bán rất là nhiều lần mà em bán bao nhiêu năm rồi. Phải có độ chắc chắn thì khách mới xài nhiều chứ. Ví dụ như người ta mua bộ này là người ta mua một khác nữa chứ mấy chị. Chứ nếu mà lỏng lẻo thì làm sao mà xài được. Có độ chắc chắn hết nha. Mình muốn thắc mắc là chắc như thế nào inbox trực tiếp giùm em ha. Đây, mẫu này em đang mang cho mình xem là tóc mái em lên với tóc búi cho mình xem ha. Đây em lên cho mình xem mẫu đầu tiên là mẫu búi phồng nha em. Búi phồng như vậy. Búi phồng như vậy là 101 ha. Tóc búi phồng như vậy là 101. Em có 3 màu, nâu vàng, sô cô la và màu đen ha. 101 một cái búi phồng nè, hoa đào tơ là lấy cột lai tay nha. Rồi ai lấy búi phồng chốt búi phồng kèm số điện thoại luôn giúp em. Búi phồng kèm số điện thoại luôn cho em 101 ha. Búi phồng này mình đi với máy thưa hay máy phồng đều rất là sang chảnh ha. Lấy máy phồng thì chốt máy phồng, búi phồng kèm số điện thoại luôn giúp em. Tóc nguyên đầu là 220.000 nha chị ơi. Em qua tiếp cho mình xem ha. Búi kẹp hoa. Búi kẹp hoa nhà em là 100.000. Tóc búi kẹp hoa như vậy là 100.000 ha. Rồi nó có 4 màu, nâu vàng, sô cô la, đen, nâu đen, 4 màu cho mình chọn ha. Ai lấy búi kẹp hoa thì chốt búi kẹp hoa kèm số điện thoại luôn giúp em. Búi kẹp hoa kèm số điện thoại luôn giúp em 100.000. Qua luôn mẫu búi tròn nha. Búi tròn này nó sẽ nhỏ và nó sẽ thấp hơn cái búi cao búi phồng một tí. Nó là 90.000 ha. Em đang cầm là búi tròn ha, búi tròn như vậy là 90.000. Ai lấy búi tròn thì chốt búi tròn kèm số điện thoại luôn cho em. Một thời tiết bây giờ là đang bắt đầu nóng dần, mình xài búi này rất là xinh ha, mình đi chơi đi du lịch gì cũng được ha, rất là tiện lợi ha. 90.000 một cái búi tròn ha. Rồi ai lấy máy chốt máy luôn cho em nè. Nha mấy chị nha. Tóc dài thẳng ok nha, em quay lại tóc dài thẳng màu nâu sô cô la cho mình xem. Thẳng dài nguyên đầu. Uống ngang vai ok nha. Đây em đang mang cho mình xem mẫu thẳng dài nguyên đầu nha em nha. Thẳng dài nguyên đầu nè, 220.000. Tóc thẳng dài nguyên đầu 220.000. Ai chốt mẫu này comment giúp em. Thẳng dài nguyên đầu mã 7007 ha. Thẳng dài nguyên đầu như vậy là 7007. Chốt mẫu này comment giúp em là 7007 kèm số điện thoại luôn cho em. 7007 ha. Màu này là màu nâu sô cô la, em có màu nâu vàng và màu đen nha, 3 màu cho mình chọn nha. Chốt hàng comment giúp em là 7007 kèm số điện thoại luôn giúp em. 7007 kèm số điện thoại luôn cho em nha. Tóc uốn ngang vai. Uốn ngang vai em lên cho mình xem mã 1804 nha em. 1804 xoăn ngang vai nha em nha. Uốn xoăn ngang vai 220.000. Ai chốt mẫu này comment giúp em ha. 1804 kèm số điện thoại luôn giúp em. Mili 7007 chốt cho em số điện thoại nha chị ơi.
Ai chốt hàng comment mã màu kèm số điện thoại luôn giúp em ha. Mẫu này là 1804 xanh bồng bềnh ngang vai, rất là tinh luôn ha. Mẫu này mình là không kén độ tuổi ha, người già hay người trẻ mình đều xài được hết. Xanh bồng bềnh rất là xinh, rất là thời trang luôn nha. Không phải là xanh theo kiểu lọn hồi xưa nha mấy chị. Tóc mái thưa là 80 ngàn nha chị nha. Mái thưa khi nãy em là 80 ngàn. Nguyên đầu như vậy là 220 ngàn. Rồi chị nào chốt hàng comment giúp em 1804 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. 1804 xăng ngang vai kèm số điện thoại luôn giúp em. 1000000 ok 1000000 ơi, nhớ inbox địa chỉ của Messenger giùm em ha. Máy thưa thì chỉ có 80 ngàn thôi. Chị nào lấy máy thì chốt máy cho em. Đây máy thưa thì chỉ có 80 ngàn thôi nè. Ai lấy máy chốt máy cho em ha. Màu này là nâu vàng tự nhiên, có sô-cô-la nè. Đen, nâu đen, bốn màu tất cả nha. Rồi chốt máy thì comment tóc máy kèm số điện thoại luôn cho em. Máy màu gì kèm số điện thoại luôn cho em ha. Rồi bây giờ em sẽ qua tiếp mẫu cho mình xem. Tóc xoăn hai mái em lên xoăn hai mái xoăn dài luôn nha. Nguyên đầu thẳng có móc lai, nguyên đầu thẳng móc lai thì mình phải đặt bên em mới làm nha. Nguyên đầu thẳng móc lai mình đặt mới làm, hoặc là mình inbox em gửi mẫu cho mình xem ha, mình đặt mình là bên em làm cho mình ha. Chứ nó không có sẵn mẫu đem không lai. Nguyễn Thị Thu Hường 1804 inbox này chị có Messenger giúp em nha chị ơi. Rồi ai chốt mẫu em đang mang comment giúp em ha. Hai mái xoăn dài mã 8181 kèm số điện thoại luôn giúp em ha. 8181 kèm số điện thoại luôn giúp em. Kim Ngọc Lê Thị 1804 inbox địa chỉ của Messenger giúp em luôn nha chị ơi. Mẫu này em đang mang có 3 màu ha, màu nâu vàng, sô cô la và màu đen ha, 3 màu cho mình chọn. Chị nào chốt mẫu này comment giúp em. 8181 kèm số điện thoại luôn giúp em ha. 8181 là hai mái xoăn dài nguyên đầu. 3 màu cho mình chọn ha. Chốt màu kèm số điện thoại luôn giúp em. Em qua tiếp cho mình xem mẫu cúp ngang vai nguyên đầu nha. Nguyên đầu cúp ngang vai 220 ngàn. Cúp ngang vai